các bạn, chào buổi sáng. Các bạn nhìn mặt mì giống như khóc vậy nè, bị sổ mũi rồi các bạn, chứ không phải là khóc đâu. Khó chịu thôi, bị ho. Con mắm cũng vậy, hai con mắm, nhưng mà hai con mắm bị trước các bạn, nên là bữa nay hai đứa cũng đỡ đỡ rồi, mới cho hai đứa đi học rồi. Tại không muốn nó nghỉ lâu quá, nhất là tha Mỹ đó, thì mới định là đi Mỹ đó. Ba mẹ Mary thì trời ơi kêu Mary đi sớm, đi sớm tại nhớ cháu có bạn, lâu lắm rồi mới không có đi bên Mỹ. Nhưng mà tại nó còn đi học á, giống như năm mấy năm trước thế mẹ chưa có đi học, đi ở bên Mỹ 3 tháng mà các bạn, nghĩa là 3 tháng trước trước Christmas á. Tại Christmas thì bên Mary làm tiệc rất là lớn luôn, nên thành ra giống như bên Việt Nam thì Tết, nên thành ra bên này đó thì Tết thì mình sẽ ở bên này, bên gia đình ba mẹ, bên chồng của Mary, nhưng mà Christmas thì sẽ qua bên Mary các bạn. Bữa nay mình sẽ ăn bánh mì rồi, ăn hết luôn á, ăn hết cho mau hết bệnh. Cái này là buổi sáng của mình sẽ ăn hết cái này xong rồi uống thuốc đi ngủ, ngủ tới chiều luôn, ăn tiếp. Anh em mới thích pha cà phê nữa, uống cà phê nữa. Bình thường thì mình rất là thích mua bánh mì á, mua bánh mì xong rồi pha cà phê để thêm chút xíu sữa ông Thọ, chút xíu sữa ông Thọ nữa, xong rồi nướng bánh mì cho nó giòn á, nhưng mà bên trong nó còn mềm, trời ơi chấm vô chỗ ăn nó đã. Đây, mời các bạn á. Mình sẽ bóp cho nó cho dễ cắn. Đây, cái này là bánh mì ngọt các bạn, tính ra là ngọt. Cái màu đỏ đỏ là chem á, thì nó có vị chua chua ngọt ngọt với lại trứng. Trời ơi, nó bự quá ăn đó, nó không được các bạn. Rất là giòn, béo béo của trứng, chua chua ngọt ngọt của chem. Chem là mít á, mít của tụi Tây làm. Thật sự để mà ăn cái này đó, ăn bánh mì này nè, mít của tụi Tây nó sẽ ngon hơn là mít của Việt Nam các bạn. Ngồi xích vô cho đồ trên bàn. Ở đây ăn bánh mì là vậy các bạn, nghĩa là cái miệng rộng bao nhiêu là mở hết bao nhiêu luôn. Nhất là cái bánh mì của tụi Tây á, bánh mì mà cũng hay ăn như nhà ở Burger King hoặc là McDonald's, trời ơi nó già nó cao hơn cỡ này luôn, nên là cái miệng bao nhiêu là mở hết luôn. Nên các bạn thông cảm. Cái món này thì hồi trước mới có làm livestream làm ăn, mấy đứa nhỏ mê lắm, nhưng mà ăn nóng thì nó sẽ ngon hơn tại nó giòn giòn mà. Trứng luộc hơn. Đây có một ly trà luôn, trà gừng. Trà thì mới pha trước, một hồi nó mới uống. Bây giờ thì uống cà phê. Tại mình không thích nó nóng quá, mình muốn uống nó ấm ấm. Một hồi nó mà nguội cái là mình sẽ hâm mây cà phê cũng được, hâm chút xíu. Nó nóng thì không cách nào làm cho nó nguội được, nhưng mà nó nguội thì làm cho nó nóng được.
Amri thì lại không thích để đá mà. Ông xã Amri thì hay để đá lắm. Để nghĩa là một hai cục gì đó cho nó mau nguội chút xíu. Nhưng mà Amri thì cảm thấy khi mà để đá xong rồi thì nó lạc lắm. Hồi trước á, mới có bị đụng xe các bạn, làm như mới không có nói trên YouTube. Sáng nay thì các bạn biết là thương thì thương lắm, nhưng mà nóng trời ơi nóng dữ lắm, nói chuyện nữa. Sao má không biết này, nay già rồi. Anh nóng lắm các bạn ạ. Nhất là lúc đó mình mới quán lái xe. Thật sự mình không biết khi mà đụng xe phải làm gì luôn. Với lại sợ cái tánh của Mary đó. Đó là chỉ cần người ta hét vô một cái vô Mary á là Mary sẽ mất hết tập trung luôn. Thậm chí lái xe cũng vậy. Nên thành ra Mary không có bao giờ mà lái xe chung với chồng của Mary hết mà Mary lái á. Tại vì anh nóng lắm. Ví dụ như là có một lần mình đi chung á, này cái đường quẹo vô á thì anh thì kiểu như là anh lái xe lâu rồi thì anh quẹo được, khi có xe còn xa nó gần gần chút xíu thì anh quẹo được, nhưng mà đối với người mới á thì không được các bạn, nó nguy hiểm nó, tại mình quẹo chậm. Còn họ lái lâu rồi thì không nói, anh thì cứ quẹo đi không kiểu gì đó. Thành ra mình thì nóng mà nóng cái là mình không có lái được. Cái thầy học mà mình mới học sau này được lắm các bạn. Lúc đầu thì mình có nói các bạn là cái kiểu hỏi mình là Mỹ Đen hả, giống kiểu này thì nó hơi mất lòng chút xíu các bạn, tại vì mình mới lần đầu gặp thôi. Nhưng mà cái cách dạy của ổng, cái cách nói chuyện rất là được luôn. Ổng là người dùng Tàu, Việt, Hoa, các bạn nghĩa là ba luôn, ổng nói ba thứ tiếng luôn. Mà ổng dạy rất là hay. Cái cách ổng nói chuyện á, có nhiều người á thì mới học cũng ba thầy rồi các bạn, ba thầy rồi. Khi mà lái xe á thì họ kiểu như là cứ kêu mình quẹo hoặc này kia giống kiểu vậy thôi, nhưng mà thầy này thì không. Khi mà nói chuyện là thì nếu như con cảm thấy nó an toàn á thì con quẹo, còn không có an toàn á thì con đừng có quẹo, mặc dù thầy kêu con quẹo hoặc là mặc dù thầy kêu con chạy, nếu con cảm thấy không có an toàn con đừng có đi, giống kiểu vậy đó. Nhưng mà cái cách của thầy nói chuyện rất là hay luôn các bạn. Thật sự mình cảm thấy cái thầy này là cái thầy rất là hay luôn, khi mà tiếp xúc lâu cái cách dạy á. Lúc đầu thì có thể chắc tại thầy thoải mái hay gì không biết nữa. Bố cũng có. Nhưng mà cái đợt mà mưa lái xe á, bị đụng xe trong chỗ parking các bạn, nghĩa là chỗ đậu xe trong mall, mình đi mall. Thật sự lúc đó mình cũng nóng nữa. Nóng cái là thật sự mình đi mall là để mà mua quà cho ông xã của Mary. Nhưng mà khi mà mình bị đụng á, trời ơi anh la mình dữ lắm luôn các bạn. Anh la không phải là tại vì người làm hư xe hay gì đó, tại vì lúc đó cứ bị ông đó la Mary, kiểu như là cái ông đó đi ra cái là kiểu như là chạy kiểu gì á, giống kiểu gì đó. Thật sự nếu như lúc đó Mary gọi cảnh sát là cái ông đó không có quyền nói như vậy các bạn, ông đó chỉ có quyền kiểu như là hỏi bạn lái xe này kia nói chuyện đàng hoàng không sao,
Ông đó hét vô Mary cái là Mary mất tập trung liền, không biết phải làm gì luôn các bạn. Nghĩa là bây giờ ông kêu cái gì Mary làm hết luôn. Đưa bằng lái xe đồ này nữa. Sao ông chạy trốn? Xong rồi á, trong parking, thật ra đó bây giờ mình nghĩ lại là My là người, không phải My sai đâu mà là ông sai, tại My là người đi ra trước, nghĩa là đi ra lùi á, ông là người chạy ẩu nên thành ra ông cũng chạy trốn luôn. Nghĩa là bữa đó là ông lấy bằng của Mary này nọ xong xuôi rồi đó, thì Mary hỏi lại ông là để lấy bằng lái xe của ông chụp hình này nọ, thì có nhiều mấy chiếc xe đợi nữa các bạn, nghĩa là họ đợi tại vì họ không có đi được á, nên thành ra ông kêu thôi bây giờ mày lùi vô đi, kiểu như là mày đậu lại đi, xong rồi tao đậu lại xong rồi mình nói chuyện tiếp. Xong rồi Mary mới vô xe, Mary đậu lại bắt đầu nó chạy luôn mà. Thành ra Mary cứ cứ ngồi đợi thôi các bạn, giống như đợi coi coi nó sẽ làm gì, giống kiểu rồi đó, thì có thể là nó sẽ kiện mình hoặc làm gì đó, thì bây giờ nó có thể là nói gì lý do nào cũng được, tại vì Mary cũng đâu có bằng của nó đâu. Nhưng mà Mary nghĩ nó cũng nghĩ kỹ lắm. Tại trong parking là 50-50, nghĩa là không ai đúng, không ai sai hết các bạn. Gần như là 50-50. Đó, đó là lần thứ nhất mà ông xã Mary kiểu như là la Mary, la lắm luôn. Nên thành ra mình sợ luôn. Nhưng mà có lần thứ hai luôn, đụng không có nặng không ạ. Lần thứ nhất cũng vậy, chỉ là khi mà lùi ra thì chỉ có kiểu như là đụng chút xíu thôi, chứ nhưng không có bị thương hay là bị xe bị gì hết đó mà, không bị gì hết, nên mình chỉ có điều cũng là cái tai nạn, cũng là đụng xe rồi vậy thôi. Còn cái lần thứ hai mới là mắc cười nè, tới giờ chưa ai biết cái chuyện đó xảy ra luôn. Mình lái xe các bạn, thì bình thường cái đường đi bộ cho người đi bộ đó, cho người đi bộ thì mình không có đi chạy qua lên quá cái đó được. Thì mình thấy lúc không đi chạy lên á, thì lúc đầu là nó còn chưa có được, mà lúc đó My cũng mới lái xe nên thành ra không dám quẹo. Thật ra thì nếu như đúng ra là My phải quẹo khi mà đèn đèn vàng hoặc đèn đỏ My cũng có thể quẹo được, nhưng mà lúc đó My không có quẹo. My lấn vô đường đi bộ chút xíu, xong rồi tới lúc mà đèn xanh cho người đi bộ đó, thì mưa thấy mưa đang đứng ở trên đó nên thành ra mưa lùi chút xíu. Lùi chút xíu xong rồi đụng cái cột ở đằng sau. Đụng xong lấy không xuống luôn, không xuống xe luôn, cứ ngồi đó thôi, cứ ngồi trong xe tới tới đèn xanh á thì mới đi luôn. Tại đường mới đi được cái mới đi đi luôn. Thật sự lúc đó là mới nghĩ là mới đụng trúng cái gì của cái đường, mà bình thường là cái đường thì nó sẽ có cái lạng chút xíu khi mà lùi ra đó, xe của mình thì hơi thấp nên thành ra nó cũng mình cũng hay bị đụng chút xíu hay bị kiểu như là cà chút xíu giống kiểu vậy đó. Tại mình đứng ở đó rất là lâu rồi mà cái ông mà đằng sau mà mình đụng xe đó nó cũng không có ra luôn, nghĩa nên thành ra mình cứ tưởng là ồ chắc không sao, nếu như mình đụng nó chắc nó ra rồi, kiểu như là nó ra kiểu mình nó nói chuyện với mình hoặc là nó sao rồi làm gì rồi, mà ông cũng không ra luôn. Mình đợi đó cũng cũng hơi lâu các bạn, để mà người đi bộ tới hết giờ đó thì ông cũng không ra hay là gì luôn. Nên trong đầu mình nghĩ rồi chắc
chắc là mình chỉ đụng cái gì mình không biết nữa. Cái đường bình thường á thì họ xây á, đường đi ví dụ như đường vịnh nè thì bên này nó sẽ có cao lên chút xíu các bạn, cho khi mà nước á thì nước nước có thể ra được từ trên cao chỗ lên bộ và lại đường xe á. Thì bình thường cái xe mới thấp nên thành ra cũng hay đụng mấy cái ấy đó, chỗ parking cũng như họ để cái cục đá dài dài vậy nè, nó cao cao cỡ bể lớn nè, giống kiểu vậy đó. Thì ngay đường đi thì không phải là cái cục đá nhưng mà họ cũng xây giống kiểu vậy, nên thành ra mê nghĩ là chắc là mê đụng cái đó thôi, nếu như đụng nó chắc nó ra rồi, tại đèn xanh mê đi luôn, tao đuổi theo mê mày. Mà mê cũng không nghĩ là nó đuổi theo mê, chắc là chỉ đi kiểu như là bình thường thôi. Xong rồi khi mà mê quẹo kiểu như là mê đổi lên á, đổi qua cái đường đường lên khác nó cũng đổi. Xong rồi mình nghĩ ủa ông này hình như là theo mình, xong mình đổi qua lane này tiếp, ông cũng đổi qua lane này, nghĩa là ông theo mình. Xong mình mới nghĩ là ủa chắc ông đó chắc mình đụng trúng trúng ổng rồi, excuse me, ông mi đen, excuse me, mình mới ở. Xong rồi thì mới mới dừng xe các bạn, dừng xe xong rồi ông cũng cũng dừng dừng xe các bạn, xong rồi mới mở cửa mới xuống xe. Nhưng mà ông này giống như gặp ma các bạn, cái ông Mỹ đen này nè, nhìn mê cái không biết nói gì luôn, giống kiểu vậy đó. Tự nhiên mê sau này mê nghĩ có khi nào ông gặp ma không. Cái bữa đó, đúng cái bữa đó là cái bữa mà bà ngoại của mê mất, bà ngoại ông xã mê về đó, đúng cái bữa đó luôn. Nên thành ra khi mà nghĩ lại mình nghĩ có khi nào ông đó gặp ma không, hay là bà ngoại đã phù hộ cho mình, mình lại nghĩ như vậy các bạn. Tại vì trời ơi mê bước vô xe thôi mà ông nhìn nên mê về đó các bạn, giống như trong phim luôn á. Ông nhìn xong rồi không không nói gì luôn, xong rồi mê mê ra hả, có gì không, mình đụng trúng kiểu như là mình đụng trúng bạn à, giống kiểu vậy đó. Kêu cực đầu thôi các bạn, nhưng mà không nói gì hết, cực đầu thôi. Xong rồi nó hỏi mày mới lái xe hả, thì mới kêu dạ mới lái xe, thì kêu không sao hết, tao không phải là người xấu, tôi không phải là người xấu các bạn, nó nói vậy đó. Nhưng mà nó chỉ nói một câu thôi các bạn, nghĩa là nó nói câu đó với lại khi mà mình xuống xe nó chỉ nhìn vậy nè, xong nó kêu oh my god you're so beautiful nghĩa là chúa ơi mày đẹp quá, nói một câu đó thôi các bạn, nghĩa là Mary đang nói thì nó cứ nhìn chằm chằm Mary thôi, oh my god you're nghĩa là chúa ơi mày đẹp quá kiểu vậy. Mê hề cũng xin lỗi, không kiểu như tao xin lỗi, tao không biết, tao tưởng tao đụng cái này. It's okay, oh my god, you're so beautiful. Chỉ có vậy thôi các bạn, ông chỉ nói cái câu mà, cái câu là tao không phải là người xấu, mày đừng có lo. Vậy là khi mà đi xuống xe, ông nhìn như là oh my god, you're so beautiful. Nói một câu đó, nói câu đó, nói tới nay luôn, mê xin lỗi, thì nó ông cũng nói you're so beautiful. Và nhìn vậy thôi, nhìn vậy nè, giống như kiểu như là bị mất trí luôn á, you're so beautiful. Mà trong khi đó nếu như Mary đẹp thì không nói, còn cái này Mary đâu có đẹp đâu. Nên thành ra lúc đó Mary cứ nghĩ, cả ngày hôm đó Mary cứ suy nghĩ hoài, kiểu như là ủa ổng có bị gì không trời, giống kiểu vậy đó. Cứ nghĩ là ổng có bị gì không. Tại vì đâu có thể nào tự nhiên không nói gì hết trơn á, tự nhiên cứ nói một câu thôi. Không la, không gì luôn. Chỉ nhìn mà giống như kiểu như nhìn giống như thấy thấy ma vậy đó.
thấy ma nhưng mà nói you're so beautiful, nghĩa là khi mà mình xin lỗi này nọ thì nó cũng chỉ nhìn thôi, nhìn thôi, you beautiful, nói một câu là beautiful thôi. Nhưng mà không xin số điện thoại á, cũng không xin kiểu như là bằng lái xe hay gì hết trơn luôn, chỉ nói mỗi một câu lúc đầu là kiểu như là khi mà đi đi xuống đó, thì hồi nãy mới nói rồi đó, thì oh my god you're so beautiful, xong một hồi thì ông mới nói là không không đừng có lo, tôi không phải là người xấu. Ông chỉ nói vậy thôi, tôi không phải là người xấu nên đừng có lo, tôi sẽ không có làm gì hết, hoặc là giống kiểu như không làm gì hết nghĩa là không có bắt đền bắt gì hết, giống kiểu vậy đó. Nó không hỏi lại Mary nữa mà nghĩa là hỏi là khi mà Mary xuống hỏi mày có sao không, giống kiểu vậy đó. Nhưng mà nghĩ lại chắc là bà ngoại của Mary phụ hộ cho Mary, đúng chiều hôm đó là bà ngoại mất luôn. Cái chuyện này Mary không nói với ai luôn, tức là ông xã Mary là Mary không nói luôn, tại Mary sợ lắm, sợ anh la lắm, nên thành ra không có chuyện gì thì không sao. Còn nếu như mà ông đó kiểu như là lấy bằng lái xe hoặc này kia muốn kiện á, thì tất nhiên Mary phải nói cho ông xã Mary để mà ông xã Mary giải quyết này nọ, lo để mà bảo hiểm này kia giống kiểu gì. Nhưng mà còn cái này là ông cũng không lấy số phone, không lấy gì luôn á. Trời ơi, ông gặp giống như gặp ma vậy đó. Cũng có thể là nói là ông này là một người tốt nhất trong những người mà bị đụng xe luôn. Tới mấy bữa sau mình vẫn suy nghĩ là không có thể nào mà tin được các bạn. Không có thể nào mà tin được là tại mê đụng ổng mà ổng lại không bắt đền hoặc không có gì hết trơn, mà đằng này còn nói cậu hỏi mày có sao không này kia không, kiểu vậy đó, mày có sao không. Mà trên đời này cũng có nhiều người tốt lắm mà. Em gái của mẹ mẹ cũng bị đụng xe mà. Bị đụng xe xong á là nó ngồi đó khóc luôn. Ngồi trên xe á, ngồi đó khóc luôn các bạn. Thật ra là lỗi của em gái của Mary. Đụng xong nó sợ, nó ngồi trong xe nó khóc hù hù thôi. Xong rồi cái ông mà bị nó đụng á thì mới chạy ra đi kia, đi mở cửa kiểu như là hỏi trời ơi, mày có sao không, mày đau chỗ nào này kia, quan tâm kiểu như là quan tâm vậy đó. Rồi nó thì nó càng khóc á, em gái của mày khóc khóc là tại vì còn sợ các bạn, chứ không phải là cái gì, không phải là vì đau hay vì gì á. Còn ông này thì quan tâm hỏi trời ơi, mày có sao không, mày có đau chỗ nào không, đau chỗ nào, kiểu như là coi nhìn vậy đó, nhìn coi có bị tưởng nó bị thương hay bị gì á. Mày có cần tao gọi xe cấp cứu cho mày không này kia giống kiểu vậy. Bị đụng xe thật ra thì kiểu như là đụng thì đã đụng rồi, bây giờ họ có la hay có gì cũng vậy thôi mà, thì trước sau thì cái chuyện đó cũng là bảo hiểm lo thôi, nên không cần phải chửi nhau sùm giống kiểu vậy đó. Nhất là bên này đó, còn bên Việt Nam thì mình không biết, với lại tại vì hồi trước mình có lái xe nhưng mà hình như không có mua bảo hiểm. Còn ở đây thì tính ra mình đụng xe hay gì đó thì bảo hiểm lo hết các bạn, bảo hiểm lo hết, chỉ có điều là bảo hiểm mình sẽ lên thôi.
Bảo hiểm rất là mắc luôn. Ở đây mua xe thì không sao các bạn, mua xe thì ai cũng mua được, nhưng mà mua bảo hiểm mới không nổi. Mình mới lái xe là 1 tháng 800 tiền bảo hiểm không đó. Tiền ăn tiền nhà các bạn. Nên thành ra ở đây, ở Canada với bên Mỹ là gần như là người nào cũng lái xe luôn. Bên Canada thì cũng tùy theo chỗ nào mình sống các bạn, không phải chỗ nào cũng mắc. Nhưng mà ví dụ như Toronto hoặc Vancouver thì rất là mắc luôn. Mình mắc là tại vì lúc đó mình lại là mình chưa có bằng highway nữa các bạn. Có bằng highway nó sẽ bớt hơn, nó sẽ rẻ hơn. Bên Canada thì thi 3 lần, bên Mỹ chỉ có 2 lần thôi. Giống như nhà Mary, hình như ba mẹ của Mary, gia đình Mary có 6-7 chiếc xe luôn các bạn. Mà vấn đề là bảo hiểm nó rẻ, như là 6-7 chiếc xe một năm chỉ có khoảng 2-3 ngàn thôi, cỡ đó thôi. Trong khi bên này đó, 3 tháng của Mary là thôi 3 tháng là đủ rồi. Một chiếc thôi đó, một tháng gần 1 ngàn. Chỗ ba mẹ mình ở rất là rẻ luôn, tại cái thành phố nhỏ luôn. Ở Canada ví dụ như là mấy bạn của mình bên Vinh Sờ nè thì cũng rẻ chứ không phải là mắc các bạn, rẻ hơn ở đây nhiều. Toronto là cái thành phố rất là lớn. Toronto, Vancouver, Montreal ở Canada, ba cái thành phố lớn. Ottawa đó là cái thủ đô, bằng thủ đô của của Canada, nhưng mà thật ra là cái bên đó không có gì hết. Cái thành phố rất là nhỏ, giống như là ở dưới quê vậy đó, gần như là như vậy luôn. Nhưng mà sau khi kiểu có nhà chính phủ này nọ thì ở Ottawa hết các bạn, nên thành ra nó đang phát triển các bạn. Ở Canada nè, ai cũng có thể mua xe hết. Nhưng mà vấn đề là ở bảo hiểm, nằm ở bảo hiểm. Không có ai. Cái này mới nói thiệt là không có đủ tiền để mà, cái này mới tính cho một người á, một người mới lái xe á, còn người lái lâu thì bảo hiểm càng ngày kiểu như là càng lâu càng rẻ các bạn, không nói á, nói với người mới lái thôi. Đó là cái tiền trung bình bên này đó thì cứ cho là làm 2.500 đi nhé, khoảng 2.000, cứ cho 2.000 đi thì không cách nào đủ, không có cách nào. Tại nhà bây giờ đó, trừ khi ở basement á, còn hy vọng lắm. Ở basement ví dụ như là một phòng cho một người ở cũng phải share các bạn, không có ở riêng được, không có cách nào mà ở riêng. Nên nhưng mà ở dưới basement thì cũng phải có 2 phòng, hoặc là một phòng thì cũng phải 700-800, 600-700 các bạn. Còn cứ cho là 500 đi nhá, cứ cho là 500 có người me, ở chung ở xe đi đó, khoảng 500 tiền đó, 500 rồi tiền bảo hiểm khoảng 800 nữa là khoảng 1.000 mấy, khoảng 1.300 đúng không,
thì còn dư lại 700 là tiền ăn, tiền sinh hoạt này nọ nữa. Cái đó là cho một người thôi, mà tính tính tiền nhà rẻ là 500 đó, còn nếu như tiền nhà mà 600, 700 nữa thì không có cách nào các bạn. Nên đó là lý do tại sao người người ở Canada là ít người lái xe hơn là bên Mỹ các bạn. Tại nó rất là mắc. Rất là mắc cái mua cái bảo hiểm. Nhà ở đây bây giờ thì trung bình đó, một phòng bây giờ cũng khoảng 1.500 rồi các bạn. Mướn á, để mà mướn á, trung bình khoảng 1.000, 1.300, 1.400. Có parking đồ này nọ, chỗ đậu xe này nọ mình phải trả thêm tiền. Mình mướn nhà á, nếu như mình mướn một phòng á thì nó khoảng 1.300, 1.400 đi, 1.400 đi. Nhưng mà nếu như mình mướn hai phòng á thì nó sẽ khoảng 1.700, 1.700 hoặc là 1.600 cỡ đó. Nhưng mà nếu như mình mướn 3 phòng đó, nó sẽ khoảng 2.000 đó. Nên tính ra đó, nếu như là ở chung á, có mấy bạn á, có mấy người bạn đi học chung chẳng hạn, thì mình có thể mướn mướn chung thì nó sẽ đỡ hơn là mướn riêng riêng các bạn. Tại 2.000 nó chia cho 3 người thì nó sẽ đỡ hơn là một người là trả ngàn ngàn mấy. Còn xe phòng này là tôi không nói nha, xe phòng hoặc ở basement thì nó tất nhiên nó sẽ có giá khác, giá rẻ hơn. Còn nếu mà ở chung cư á, để mà mướn một phòng thì nó phải khoảng 1.000 mấy các bạn. Thôi cảm ơn các bạn nha, bữa nay tám với các bạn hơi nhiều. Mình sẽ đi uống thuốc xong rồi đi ngủ một giấc đấy, một hồi sẽ đi làm video gặp các bạn tiếp. Bữa nay chỉ có ăn xong rồi ngủ thôi.